Xin chào bạn, đây là 3 phiên bản của Honda E-Blade 2015 mới. Và chúng ta chỉ có phiên bản 125 phân khối mà thôi. Ở đây phiên bản thể thao, đây là phiên bản cao cấp và kia là phiên bản sơn tự tính cao cấp. Ba phiên bản này có một vài khác biệt về tem cũng như là màu sơn và một vài cái chi tiết rất là nhỏ. Và mình chọn giới thiệu đến các bạn phiên bản cao cấp bởi vì nó có đầy đủ tính năng hơn. Ở phiên bản thể thao thì nó có cái sự khác biệt là ở cái ổ khóa từ, nó không có đèn và không có chìa khóa remote. Thì so với phiên bản E-Blade cũ, Honda E-Blade 125 mới có sự thay đổi khá là nhiều về thiết kế. Nghĩa là Honda họ làm một cái dàn áo mới. Một cái dàn áo mới cộng với sự thay đổi về cái tổng thể của xe tạo nên một chiếc xe mới có vẻ hiện đại hơn và gọn gàng hơn. Về trọng lượng thì nó giảm 3kg so với phiên bản cũ. Honda không công bố chi tiết về động cơ ở cái thời điểm này. Tuy nhiên thì có vẻ nó vẫn sử dụng một cái động cơ cũ, động cơ ESP 125 phần khối 4 kỳ cylinder, làm mát bằng dung dịch và phun xăng bằng điện tử. Bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn về cái thiết kế của chiếc E-Blade mới này. Cái điểm dễ nhận thấy nhất ở E-Blade 125 mới chính là cái phần đầu xe với cụm đèn pha LED, đèn định vị LED và đèn xi nhan được bố trí phía trên cái đèn định vị. Ở đây chúng ta có cái đèn định vị LED có màu xanh dương rất là đẹp. Khi mà chúng ta chạy xe ban ngày, chúng ta vẫn có thể để cái đèn này để giúp cho những xe có một cái sự khác biệt so với những chiếc xe khác trên đường. Bây giờ mình sẽ thử hoạt đèn pha LED. Đây là chế độ chiếu gần với hai cái đèn LED ở hai bên, cụm đèn đôi. Khi mà chúng ta bật cái đèn pha thì cái bóng ở giữa nó sẽ sáng lên. Mặc dù trong cái khán phòng này rất là sáng thì các bạn có thể thấy là cái đèn LED nó có cái độ chiếu sáng rất là tốt. Đây là một cái thay đổi mới. Ở phiên bản cũ thì chúng ta vẫn sử dụng cái bóng projector, nghĩa là đèn gương cầu. Cái mặt nạ thì được làm nhỏ hơn so với phiên bản cũ khá nhiều và Honda cho biết họ đã giảm khoảng cái mặt nạ này so với mặt nạ của đời cũ chỉ là khoảng 76%. Chiếc xe vẫn có cái mũi nhọn hướng về phía trước và ở đây chúng ta có thêm một mặt nạ nhỏ ở phía trong. Với ở phiên bản cao cấp thì chúng ta có logo chữ AB cách điệu. Ở phía trên thì cái phần này chúng ta còn có một cái kính nước gió nhỏ nhỏ ở đây được sơn màu đen trên cái phiên bản màu đỏ này. Ở cái phần yếm của phiên bản cao cấp chúng ta có thể thấy cái logo AB được đặt ở cái phần bên cạnh này và chúng ta có cái tem với họa tiết tổ ong. Đây là một những cái họa tiết mà Honda mới trang bị trên những cái dòng xe của họ. Ngay cả cái phiên bản Blade 110 cũng có cái họa tiết sơn tổ ong này. Ở khu vực giữa của Honda E-Blade 125 mới thì chúng ta vẫn không có sự thay đổi gì. Ở đây chúng ta có một cái cụm lớn ở giữa và đây là khu vực để bình xăng. Nắp bình xăng ở đây. Nên chúng ta sẽ có thể dễ dàng mở nắp bình xăng mà không cần phải xuống xe. Đây là cái ổ khóa từ hai lớp mới của Honda và họ có bố trí thêm một cái đèn LED bao quanh cái ổ khóa. Chúng ta bấm nút remote để tìm xe thì lúc đó xe phát ra tín hiệu là bằng âm thanh 2 tiếng. Đồng thời cái đèn LED bao quanh ổ khóa nó sáng lên. Nên chúng ta sẽ dễ dàng đút chìa khóa vào trong xe hơn. Rất là đẹp. Ở đây thì chúng ta cũng có cái nút để mở nắp bình nhiên liệu và mở cốp được bố trí ngay bên cạnh cái ổ khóa. Bản đồng hồ của Honda E-Blade 125 được sử dụng một thiết kế mới với một sự cải tiến, đó là chúng ta có thêm cái đèn báo thay dầu. Cái đèn báo thay dầu này sẽ giúp cho những cái chủ nhân của xe, đặc biệt là những bạn nữ, có thể biết được cái thời điểm nên thay dầu cho xe. Chúng ta cũng có cái đèn Idling Stop và cái nút tắt bật chế độ Idling Stop ở đây. Đây là một chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Khi chúng ta dừng xe quá 3 giây thì xe sẽ tự động tắt động cơ và tự động khởi động lại nếu chúng ta lên ga. Ở bên đây chúng ta có đèn báo nhiệt độ động cơ, đèn báo chế độ pha màu xanh dương. Ở đây chúng ta có một cái đèn báo tốc độ và đây là những cái dạng đèn 3D. Ở dưới chúng ta có một cái màn hình hiển thị LCD cho phép hiển thị odo, trip và nhiên liệu cũng như là thời gian. Cái phần ở phía trước này chúng ta thấy nó thiết kế góc cạnh hơn, những họ Honda sử dụng những cái đường thẳng và sắc cạnh. Sau phiên bản cao cấp thì Honda vẫn sử dụng cái tem mới và có dạng tổ ong ở đây và chúng ta thấy cái phần đuôi nó gọn hơn, ngắn hơn. Ở đây cái tay nắm dắt xe được làm mới và có cái mũi rất là nhọn. Cái đèn hậu bây giờ nó không dài ra hẳn phía sau nữa mà nó vừa bằng với cái tay nắm dắt xe. Đèn hậu cũng là dạng đèn LED và họ sử dụng những cái chói 3D.
đèn hậu này đẹp hơn ở phiên bản cũ. Ở phiên bản cũ thì nó to và nó có dạng ba bóng lớn như thế này. Tuy nhiên ở bản này thì nó làm gọn, ngang và nhọn ở mũi. Đây là hai cái đèn xi nhan. Ở phiên bản cao cấp này thì chúng ta có thể thấy cái yên nó được phối hai màu, một cái màu đen và một màu xám sáng hơn. Ở phiên bản cao cấp sơn thực tính và phiên bản thể thao thì mình không thấy cái sự khác biệt này. Phần cốp để đồ của Honda Airblade 125 mới cũng có cái dung tích tương đương với phiên bản cũ. Ở phía trước chúng ta có một cái ngang rộng hơn, có thể chứa được một cái nón full face hoặc là hai cái nón nửa đầu. Và ở phía sau chúng ta có một ngang nhỏ khác để chứa những cái vật dụng nhỏ của cá nhân. Ở đây chúng ta có một cái vách ngăn có thể đóng mở. Ở đây chúng ta có cái đèn để soi ngang hành lý. Tuy nhiên có thể phiên bản trưng bày ở đây nó chưa có thể tự kích hoạt khi mà chúng ta mở yên. Một cái phiên bản xe trưng bày nên là có thể họ chưa gắn cái dây của cái đèn này. Về động cơ thì Honda không công bố sự thay đổi chi tiết ở cái động cơ dành cho Honda Airblade 125 mới này. Tuy nhiên có vẻ họ vẫn sử dụng một cái động cơ 125 ESP, nghĩa là cái phiên bản động cơ này không thay đổi nhiều so với phiên bản trước. Họ chỉ cho biết là nó có khả năng tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm hơn và khả năng vận hành tăng tốc nhanh hơn. Thì có thể trong thời gian tới mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái động cơ này và cho các bạn biết cái sự thay đổi đó. Theo Honda cho biết thì cái mức tiết kiệm nhiên liệu là khoảng 4% cho với phía động cơ phiên bản cũ. Một phần là vì cái xe này nó có trọng lượng giảm 3kg so với đời cũ. Honda Airblade 125 mới có tổng cộng 3 phiên bản và 9 màu sắc. Ở đây chúng ta có đầy đủ 3 phiên bản, đó là phiên bản thể thao, phiên bản cao cấp và sơn thực tính cao cấp. Phiên bản thể thao này có mức giá là 38 triệu đồng, đó là giá bán lẻ đề xuất. Phiên bản cao cấp này là 40 triệu đồng, cao hơn 2 triệu đồng so với phiên bản thể thao. Và đằng kia là phiên bản sơn thực tính với mức giá 41 triệu đồng. Ở phiên bản sơn thực tính thì chúng ta có cái logo nổi 3D. Phiên bản cao cấp thì chúng ta có những cái logo bằng kim loại. Phiên bản thể thao thì đơn giản hơn, chỉ là tem và số. Phiên bản thể thao nó cũng không có ổ khóa từ hai lớp. Honda Airblade 125 phân khối mới sẽ được bán ra trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 12 năm 2015 thông qua các cửa hàng ủy nhiệm của Honda. Trong thời gian tới thì mình sẽ chạy thử xe và sẽ có những đánh giá chi tiết hơn về mẫu Honda Airblade mới này. Xin cảm ơn các bạn.